tượng là sảnh của sân golf Laos Country Club. Locker. Yeah, locker key. Locker room. Oh, xịn phết đi. Người bán cà phê luôn sân hồn. Siêu thị. Laos Country Club. Đây là hố 1 này. Đây là hố 1. Vậy là hố 1 là pa đầu tiên. Hố 2 là hố pa 5, 517 yard. Địa hình bị mờ mới này. Sân này cũng có vẻ theo như review của những golfer trước đây thì khá thách thức. Nhưng là hố 1 thì có thể là cái hố dễ. Là một cái hố dễ. Gậy đầu tiên thì còn 210 nữa đến cờ. Đây là một sân rất là, hồ rất là đẹp, dog leg trái này. Cờ phía trên kia giờ có thể đánh một hố trước, đánh một gậy trước green, trước băng cờ kia, không phải chip vào. Sát.
164 yard, có thể ngắn hơn 140. Này On. Sợ. Hồ Pan 5 này, 520 yard. Đây là tám sắt này.
cờ thì có chút bằng cờ bên phải. Shot. Good ship. Tám và ba dài. In. Okay. 11 này. Và 5. 550 yard. Shot. Okay. Hôm 12.
Okay, keep good ship. Ba, my papa, chung. Trước là một nhóm đánh 7 người. Sát. Ổ 15 chuyển đến đánh tí xanh. Đi sát. Sát. Good putt. Shot. Shot. Đấy 17 và 4 ngắn. Sát. Ooh.